chào chị. Chị ơi, không biết là mình hôm nay là mình làm cái chương trình đất từ thiện, chị có thể ủng hộ chương trình được cái gì không ạ? Cho cái nhà nghèo. Đúng. Dạ. Dạ. Đó, thấy chưa? Rồi, thấy chưa? Em cảm ơn chị nha. Cảm ơn chị. Trời nhiều vậy đó hả? Trời ơi. Nhiều quá. Bắp cải, bắp cải đi chị, bắp cải đi chị. Cảm ơn chị nha. Cảm ơn chị nhiều. Chị ơi, chị có ủng hộ cho mấy bạn từ thiện không chị? Đó, rồi em ơi, mình luôn nè. Rồi xách cái bình này ngoài luôn. Dạ, em cảm ơn. Rồi có chó hả con? Trời ơi, nhiều. Dạ có. Dạ có. Cô cho bình này luôn hả cô? Rồi cô cho vô đây con đi cô. Chị Thủy thấy sao nay đi chợ thử thách chị có khó với chị lắm không? Không khó. Chị rất tự tin. Là tại vì hồi nãy khi nói rằng là chị sẽ bị một cái thử thách thì chị rất lo là không biết là chị có làm được hay không. Nhưng mà chị không ngờ là cái vấn đề là người đi trước đã làm rồi đúng không? Tức là cái chương trình của mình đã được ủng hộ qua là 2 năm trên đài truyền hình rồi. Cho nên khi mình xách vào những cái giỏ này là người ta biết liền. Đúng. Cho rồi. Nên là mình đi tới đâu là rất cảm ơn là các anh chị tiểu thương cũng hết sức thương ủng hộ, và coi như chị mình chỉ cần nói một câu là bữa nay ủng hộ gì không là sẵn sàng cho hết, và cái đó là coi như là của người Phúc Ta. Đúng rồi. Nhưng mà em thấy là có vẻ như là chị Thủy muốn hoành vô chợ đi thêm một vòng nữa thì phải, đúng không? Đúng rồi. Thử thách này không khó khăn, không gì hề khó khăn. Nếu bây giờ mình nghĩ là mình xách thêm bao nhiêu cái túi này được vòng nữa là mình sẽ được bao nhiêu đây nữa đó. Dạ. Cảm ơn chị rất là nhiệt tình khi tham gia vào hành trình bếp yêu thương ngày hôm nay. Thưa quý vị khán giả, phần thử thách dành cho nghệ sĩ Thanh Thủy của chúng ta ngày hôm nay cũng đã khép lại chương trình bếp yêu thương. Một lần nữa cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị khán giả và chân thành cảm ơn nhãn hàng dầu ăn cao cấp Maison đã luôn đồng hành cùng chương trình. Chương trình của chúng ta sẽ được phát sóng vào lúc 21 giờ tối thứ tư hàng tuần trên kênh HTV7. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần sau. Bếp yêu thương mang hạnh phúc từng ngày. Bếp yêu thương mong được luôn sẻ chia. Bếp yêu thương đang cần những tấm lòng chiều con tim tỏa lan trong tình. Chiều con tim tỏa lan trong tình.